năm 1965, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức được giải phóng và trở thành căn cứ cách mạng, đóng góp nhiều chiến công, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2017, xã Đức Thạnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đức Thạnh có quốc lộ 1 chạy qua, có chợ Thi Phổ. Xưa kia, mảnh đất này được nhiều người biết đến với đặc sản nổi tiếng, mạch nha Thi Phổ. Đức Thạnh có diện tích tự nhiên hơn 937 ha, hiện có 4 thôn là Lương Nông Nam, Lương Nông Bắc, Đôn Lương và Phước Thịnh, với 27 khu dân cư. Xã Đức Thạnh là vùng đồng bằng, không giáp biển. Người dân Đức Thạnh giàu lòng yêu nước, là quê hương của Trung tướng Trần Nam Trung, một trong những lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử năm 1945. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông giữ trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1976. Rừng Nà là rừng thiên nhiên nằm giữa đồng bằng còn sót lại duy nhất ở huyện Mộ Đức. Một hệ sinh thái vô cùng đa dạng, những cây cổ thụ vươn sừng sững và phía dưới là hàng trăm loài động thực vật. Rừng Nà là căn cứ rất an toàn cho cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Xe tăng địch không thể vào vì sình lầy. Trực thăng địch quần thảo cũng không thể phát hiện quân ta bởi những tán cây rừng che chắn. Giờ đây, rừng Nà là căn cứ xanh trong phát triển nông nghiệp. Những hố bom còn sót lại đã trở thành những hồ tích trữ nước cho các cánh đồng xung quanh. Khi mà nó còn quét, tức là ở đây là làm cái căn cứ. Ở trong này căn cứ, từ căn cứ này rồi mới đi ra ngoài mà chiến đấu. Thì cái căn cứ này là nó cả một cái vùng ở dưới này đó, cái vùng đông của Mộ Đức á, thì là từ bộ đội, từ du kích, rồi từ cán bộ hành dân chính á, thì cũng đều phải ẩn nấp trong này để mà sau đó hay hết mới đi ra ngoài hoạt động. Theo cách gọi cổ xưa của người dân địa phương, từ Nà có nghĩa là ruộng, bởi rừng Nà bao gắn với diện tích đất canh tác xung quanh có vai trò duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nét đặc biệt của rừng Nà là rừng ngập nước nhưng tồn tại ở vùng đất khô ráo ở ven biển. Riêng về cái vùng Nà, cái bồng cây, tức là cái khí hậu nó rất là ôn hòa và mát mẻ cho người dân sống ở đây. Thứ hai nữa là cái nguồn nước, hồi xưa thì người ta sản xuất không có thủy lợi, người ta sản xuất là nước trong Nà ra, mà người ta mới có cả một cái xã là từ ở đầu ngoài vào trong là đều là nguồn nước và lấy nước từ cái nguồn nước Nà này, không có thủy lợi. Các nhà khoa học ghi nhận rừng Nà là một thắng cảnh đẹp với rừng cây tự nhiên, đầm lầy, gò đồi, được bao bọc bởi xóm làng đồng ruộng và nằm gần bãi biển Đức Minh. Di tích rừng Nà được bảo tồn với hy vọng sẽ trở thành một di tích lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái hấp dẫn du khách khi đến vùng căn cứ Đức Thạnh. Giá trị truyền thống cách mạng được gìn giữ và phát huy trong thời đại mới. Cư dân xã Đức Thạnh sống bao đời nay với làng mạc, ruộng đồng. Vùng đất xã Đức Thạnh chia làm hai vùng rõ nét. Một là khu đồng ruộng khá màu mỡ với khoảng 150 ha. Vùng thứ hai là đất rừng với khoảng 300 ha. Vậy nên, một bên là trồng lúa năng suất cao, một bên giờ trở thành khu trồng rau màu công nghệ cao. Đến giờ thì cái nghề thuần nông đó nó giảm lặng. Nó tha vào đó là sản xuất chủ yếu là các cây nông nghiệp mà nó đa dạng. Nghề nông nuôi sống người dân Đức Thạnh từ xa xưa và giờ là nghề giúp người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Vùng đất cát bạc màu chẳng có cây trồng nào phát triển nổi từ nhiều năm trước, giờ đã chuyển xanh. Huyện Mộ Đức và xã Đức Thạnh quy hoạch gần 10 ha ở thôn Lương Nông Bắc làm vùng chuyên canh rau màu, đầu tư hệ thống điện giếng nước cho người dân. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao Đức Thạnh thành lập với 21 thành viên.
Từ một địa phương nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao với nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ, nông dân ở Đức Thạnh đã có một vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng rau màu. Trước đây, một sào rau muống của bà Huỳnh Thị nuôi thu hoạch từ 2 đến 3 tạ. Giờ có điện, hệ thống nước tưới nhỏ giọt đã tăng lên 5 tạ. Rau muống chỉ cần lên bờ là đã có thương lái đến tận nơi thu mua. Thì năm thông mới với na có nó thay đổi là rất nhiều. Mình lồm hồi kia mình lồm ví dụ như một sào hay sào với na mình lồm có được mão hét vẫn được. Là có điện đờ rồi nước nông chạy rất dễ. Nông dân nó lồm rất đạt năng suất. Nông thôn mới thì đem lại tiện ích cho người nông dân, tức là làm cho người nông dân ở đây có công ăn việc làm và coi như là sản xuất ra kinh tế phát triển cho xã hội và kể cả cho nông dân. Khi có cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, bà con đã mạnh dạn góp vốn thành lập hợp tác xã để nâng cao thu nhập. Hai vụ dưa và một vụ trồng rau vụ đông giúp người dân thu hoạch quanh năm, mang lại thu nhập cao. Người dân đầu tư hệ thống tưới, hạt giống tốt, rau màu của Đức Thạnh cung cấp cho thị trường ở Quảng Ngãi và đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Dưa hấu Đức Thạnh đã được cấp mã vùng trồng. Thì cái lợi thế ở đây là nói chung là về cái quy hoạch là một cái vùng sản xuất tập trung, phân lô thửa và cái thời gian sử dụng đất rất là lâu. Nên bà con rất là mạnh dạn đầu tư, đó là một lợi thế rất là lớn cho người nông dân. Khi mà có vùng sản xuất ổn định đó, thì bà con mạnh dạn đầu tư về cái hệ thống tưới, nó quan trọng. Thống tưới rồi kẻ tổ đất, rồi cái năng cầu bà con sản xuất quanh năm. Cái năng cầu thu nhập cho bà con rất là nhiều. Thì ví dụ như em thấy đây là cái vùng rau, thì cái rau vụ đông này, bà con cũng mạnh dạn, rất là mạnh dạn đầu tư. Từ thành công của vùng rau tập trung công nghệ cao, chính quyền Đức Thạnh tiếp tục quy hoạch 15 hectare mới đưa vào sản xuất cuối năm 2023. Đức Thạnh mang hoài bão biến 300 hectare đất rừng khô cằn trở thành vựa rau của tỉnh và xuất đi khắp nơi. Nông thôn mới đã là động lực để phát huy nội lực. Hiện nay đối với bà con Đức Thạnh thì người ta đã ứng dụng công nghệ cao trong cái sản xuất nông nghiệp rồi. Ví dụ như công nghệ tưới nhỏ giọt, rồi công nghệ tưới tiết kiệm nước, rồi hiện nay là áp dụng cái cơ giới hóa vào trong sản xuất. Và đặc biệt thì Đức Thạnh là có một cái khu sản xuất là đã được cấp mã vùng trồng rồi. Nói chung là đây là những cái cơ hội để mà cái sản phẩm của nông nghiệp Đức Thạnh được vào trong các siêu thị lớn để mà có cái thương hiệu. Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, nuôi trồng trở thành một phong trào rộng khắp ở xã Đức Thạnh. Từ năm 2022, một số hộ dân ở xã đã nghiên cứu và bắt tay vào nuôi lươn không buồng. Sau một năm, nông dân ở đây đã có thể tự nhân giống lươn. Quê hương nhiều đổi thay đã níu chân nhiều thanh niên trở về lập nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao. Đã xuất hiện những mô hình trồng hoa trong nhà lồng, hệ thống tưới tự động. Và địa phương cũng tạo điều kiện cho thuê đất, chứ là mình vay vốn. Thứ nhất là gần nhà, thứ hai là quỹ đất nó có, nên mình lồm những nơi khó, quỹ đất khó hơn. Thật đổi thay thông mới là ví dụ như nhiều có mô hình, nhiều mô hình kinh tế phát triển, ví dụ nhiều đường xá rồi thuận tiện hơn so với là hồi trước kia. Sản phẩm của địa phương đạt chuẩn OCOP, làng Thi Phổ ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. Ngoài nghề nấu mạch nha, một nghề truyền thống khác cũng được biết đến nhiều, đó là nghề bánh tráng truyền thống. Anh Lê Thái Cường đã mang bánh tráng truyền thống của Đức Thạnh đi xuất ngoại. Bánh tráng truyền thống Huy Cường đạt chuẩn 3 sao OCOP. Trước đây, giao thông ở Đức Thạnh, những con đường đất nhỏ hẹp, thì hôm nay đường ô tô đã về đến tận các thôn xóm, đảm bảo đi được cả hai mùa mưa nắng. Những con đường bê tông khang trang là minh chứng cho sức đảng, lòng dân. Nhà nước hỗ trợ đầu tư, người dân hiến đất và ngày công. Tinh thần cách mạng xưa vẫn còn hiện hữu trong phong trào này. Hiến đất cho quê hương, xây dựng đường xá, công trình. Toàn dân, đồng làm, hiệp sức lửa, có gì hiến nấy thì nó mới thành công. Cho cái hạnh phúc tương lai cho công cháu sau này chứ mình giữ là chi? Ở đời là của đó,
là không có mình giữ được mà lộn đường á, là giữ suốt đời, đời này và đời sau cho con cháu. Đó mới thấy là cái còn về tính mạng của cỡ cũng hy sinh cho cuộc kháng chiến này, huống chi còn chút đất để giữ lửa. Đó. Nên từ chỗ đó thì không những ở gia đình chúng tôi và tất cả nhân dân phải có một cái phong trào vậy thì cái đời sống nó mới đưa lên kịp cái xã hội. Kết quả xây dựng nông thôn mới là kết quả của tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của một xã anh hùng. Nông thôn mới mang lại hạnh phúc cho người dân nơi đây. Hệ thống thủy lợi nội đồng từng bước hoàn thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Về đời sống sức khỏe của nhân dân thì bây giờ nó tốt hơn nhiều rồi. Một là cái hệ thống chung của cả nước á, cái sớm chữa bệnh của cả nước nó cũng được tăng cường. Riêng đất trạm này là có một cái trạm y tế mà nó phải nói là rất là tốt, phục vụ cái sự khám chữa bệnh cho nhân dân rồi là xe cấp cứu cho nhân dân là rất tốt. Họ ở đây là những người đau ốm là đến trạm xá là vừa điều trị bằng tây y mà cũng vừa đồng trị bằng đông y. Họ rất là cái đội ngũ cán bộ rất là nhiệt tình và tận tình giúp đỡ nhân dân. Và kể cả cái việc ví dụ như là cái cục y tế cộng đồng, ví dụ như là chích thuốc tiêm phòng rồi tất cả chăm sóc sức khỏe của cộng đồng kể cả phụ nữ thì nói chung là được tốt hơn. Thôn Lương Nông Bắc, một nông thôn mới kiểu mẫu, những con đường đã được đặt tên, những cái tên giản dị, đầy tình làng nghĩa xóm. Trưởng thôn Nguyễn Đức Tinh cho biết, khi lên nông thôn mới nâng cao, buộc phải có tên đường. Cả thôn họp lại để bàn và quyết định lấy tên người đầu đường và cuối đường đặt tên. Hồi đó dân thì cũng lấy cái tên từng tên đường, nhưng mà họ tên cũng đồng tình vấn đề mà chọn đường để cho những người họ đi xa về, họ biết cái đầu đường đó là có ông OMB đó, thì họ đến đó họ biết rất là thuận lợi cho bà con mà dễ nhớ nữa, cả người đó cũng rằng dễ nhớ nữa. Ví dụ như cái tuyến đường Trung Lý đi Phú Bình, tức là cái quê hương là bắt đầu từ Trung Lý đi ra tới Phú Bình, là mình chọn cái đường đó, họ về đến họ thấy biết Trung Lý. Nhiều những người nhất mà so quê giờ chục năm về trước đó, họ biết cái quê mình là quê Trung Lý Phú Bình, họ chọn cái tuyến đường đó. Năm 2010, Đức Thạnh bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn. Đó là một xã thuần nông, kinh tế không phát triển, lại bị chiến tranh tàn phá. 7 năm sau, tức là năm 2017, Đức Thạnh hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới. Đạt được không có nghĩa là dừng lại. Người dân và chính quyền tiếp tục bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Và năm 2023, Đức Thạnh đã góp phần cùng các địa phương đưa Mộ Đức hướng đến huyện nông thôn mới. Có được cái sức huy động lớn như vậy là tất nhiên là giờ cái chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, cộng với lại cái công tác tuyên truyền vận động người dân, và người dân cũng thấy được cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao thực chất là phục vụ chính cái nhu cầu cuộc sống của họ và phát triển chính cho vườn tược của họ phát triển, đường xá phát triển, thì giá trị của họ, tài sản của họ nó cũng được nâng lên và họ hưởng thụ được các cái nguồn mà nhà nước cấp trên hỗ trợ. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương, phong trào toàn dân chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiếp tục được lan tỏa. Đây là khí thế, là động lực để sức dân không dừng lại. Mỗi một công trình được xây dựng, một con đường hoa được trồng lên là màu sắc hạnh phúc của người dân. Đồng hoa là cho nó đẹp, đường đẹp, lòn đẹp xóm, nghĩa là thời thời buổi bữa nay là thời buổi tiến lên mà, thì nói chung là hoa cảnh là nó làm cho con người được tươi vui và được trở nghiệm buổi sáng. Một bản thân tôi cũng quyết định vận động nhân dân làm hết tuyến đường này. Cái chợ Hồ Dương Bình mới phát động bỏ tiền ra khoảng 15 triệu để trồng hết cái tuyến đường này, có đẹp chứ nữa. Cho nên đó tôi mới đẹp câu thơ như thế này. Tôi nói là Đức Thạnh gái đẹp trai hiền, nà xanh cò lượng đẹp miền quê hương. Bằng từ ghé quán bên đường, uống no bóng mất mà thương xứ này. Đức Thạnh từng bước đấu thay xây dựng nông thôn kiểu mẫu ngày ngày đẹp hơn.